Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta cùng học quyển tiếng Anh 4 Material Next Move Unit 6 Lesson 1 phần Period 1 Vocabulary nha các bạn. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ học về nước Ý nha, Italy. Ý thì nó nằm ở Europe, nó nằm ở châu Âu nhá. Và Ý thì có thủ đô là thành Rome, nha các bạn. Ở đây thì nó có thành Rome này, nó có đấu trường La Mã nha các bạn. Và cờ của nó có 3 màu, là màu xanh lá cây, màu trắng và màu đỏ. Cờ và hình của nước Ý thì nó giống một chiếc ủng nha các bạn, nó giống một chiếc ủng. Ok, và Venice is the famous city in Italy. It builds on 117 islands and has 150 canals. People travel around Venice on the canals in wooden boats called gondolas. Ok, và những cái món ăn nổi tiếng ở đây được kể đến là pizza và mì trộn nha các bạn. Italy is famous for its food, especially pizza and pasta dishes. Đây là cái pasta nha các bạn. Famous football teams in Italy include AC Milan and Juventus. Những cái đội bóng nổi tiếng ở Ý được kể đến là AC Milan và Juventus nha các bạn. The national team has won FIFA World Cup 4 times. Những cái đội này thì đã giành được FIFA World Cup 4 lần liên tiếp nha các bạn. Ok. We are in Venice, Italy. Let's explore. Here we go. Đây là cái thuyền được gọi là gondola nha các bạn. Chúng ta có phần 2 vocabulary. Các bạn cùng đọc theo mình nhá. Ride. Ride. Dive. Climb. Trèo nhá. Tiếp theo là Ski. Trượt tuyết. Surf. Nước sóng nha các bạn. Tiếp theo Fish. Câu cá. Skate. Skateboard. Trượt ván nha các bạn. Ok, đầu tiên chúng ta có Fish. Dive. Skateboard. Skate. Ride. Climb. Surf. Ski. Ok, chúng ta có activity 1. Listen, point and say. Các bạn cứ listen, point và say nha. Activity. Listen. 1. She can ride a horse. 2. He can dive. 3. She can climb. 4. She can ski. 5. He can surf. 6. He can fish. 7. She can skate. 8. He can skateboard. Chúng ta sẽ sang activity 2, circle the correct words. Chúng
sẽ khoanh từ đúng nha. You surf in the ocean. You dive in a pool. You ski in the mountains. You climb in the mountains. Ok, chúng ta sẽ review lại những cái từ chúng ta đã học hôm nay nhé. Chúng ta có fish, skateboard, dive, skate, ride, climb, surf, ski. Ok, bây giờ chúng ta đã xong period 1, lesson 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang period 2 nhá. Chúng ta cùng bắt đầu nhá. Question 1, look and choose. Đây nó sẽ là dive. Tiếp theo, đây nó sẽ là ride. Đây là skateboard, trượt ván. Câu cá nó sẽ là fish nha các bạn. Câu số 5, các bạn cùng nghe và điền và chọn nhá. Ski. Ski, trượt tuyết, nó sẽ là đáp án A. Tiếp theo, dive. Dive là đáp án A nhá. Climb, trèo là đáp án C. Tiếp theo, look and choose. Đây là skate cho các bạn, trượt patin. Surf, hoạt động surf là lướt ván. Vậy nó là lướt sóng, vậy nó là C. Tiếp theo, look and choose. Hình này đang trượt tuyết, vậy là ski nha các bạn. Ok, chúng ta đã xong. Bây giờ các bạn cùng đọc lại những cái vocabulary của mình nhé. Fish, dive, skateboard, skate, ride, climb, surf, ski. Ok, chúng ta có real lesson. Activity 3. Check your answers with a friend. Do you skateboard in the ocean? No, I don't. Ok, chúng ta có 5 words. Chúng ta cùng 5 words nha. Đây. Đây là skate nha. Tiếp theo chúng ta có, đây sẽ là climb. Tiếp theo sẽ là ride. Tiếp theo là fish. Tiếp theo ta có, nó sẽ là ok, chúng ta sẽ đến phần cuối cùng nha. Activity 1 complete. Mình sẽ điền những từ vào đây để đúng theo những bức tranh hoạt động người ta làm gì nhá. Bức tranh số 2, người ta đang câu cá, vậy nó sẽ là fish. Bức tranh số 3, người ta lặn, vậy nó sẽ là dive. Bức tranh số 4, người ta trượt tuyết, vậy nó sẽ là ski. Còn bức tranh số 5, người ta đang skate nha các bạn. Còn bức tranh số 6 thì người ta đang climb. Bức tranh số 7 thì người ta đang ride nha các bạn. Activity 2, write the words in the correct column for you. Hôm nay các bạn sẽ tự write vào đây dựa theo bản thân các bạn nhá. Ok, chúng ta đã học xong lesson 1 của chương 6 và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.